Chào các con học sinh lớp 4, cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ toán. Các con xem video bài giảng, thấy cô giảng dễ hiểu, bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Nếu bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để xem các video tiếp theo ở kênh Dạy Con Học Tiểu Học nhé. Giờ toán hôm nay chúng ta học bài luyện tập trang 22. Các con làm bài tập 1. Bài tập 1 có 2 câu. Câu A: viết số bé nhất có 1 chữ số, có 2 chữ số, có 3 chữ số. Câu B: viết số lớn nhất có 1 chữ số, có 2 chữ số, có 3 chữ số. Như vậy yêu cầu của bài là có 2 ý, mỗi một ý là có 3 yêu cầu. Chúng ta làm ý A: viết số bé nhất có 1 chữ số. Như vậy chúng ta biết trong các số tự nhiên thì số bé nhất có 1 chữ số, đó là chữ số 0. Đó là số 0. Số bé nhất có 2 chữ số. Như vậy muốn biết được số bé nhất có 2 chữ số là số nào? Thì chúng ta xác định được số có 2 chữ số là từ số 10 cho đến số 99. Vậy số có 2 chữ số bé nhất đó là số 10. Và số bé nhất có 3 chữ số. Số bé nhất có 3 chữ số, tức là từ số 100 cho đến số 999 là số có 3 chữ số. Vậy số có 3 chữ số bé nhất đó là số 100. Chúng ta chuyển ý B: viết số lớn nhất có 1 chữ số. Chúng ta đã biết là số có 1 chữ số là từ số 0 cho đến số 9. Vậy số lớn nhất có 1 chữ số đó là số 9. Và số lớn nhất có 2 chữ số là số 99. Cũng như vậy, số có 3 chữ số là số 999. Vì số có 3 chữ số là bắt đầu từ số 100 cho đến số 999. Vậy số lớn nhất có 3 chữ số là số 999. Chúng mình đã hoàn thành xong bài 1. Chúng mình chuyển tiếp bài 2. Bài tập 2 có 2 câu. Câu A: có bao nhiêu số có 1 chữ số? Câu B: có bao nhiêu số có 2 chữ số? Ở bài tập 2, chúng ta có 2 cách để chúng ta đếm các số có 1 chữ số và số có 2 chữ số. Cách thứ nhất là ta đếm số có ý A, có bao nhiêu số có 1 chữ số. Ta đếm bắt đầu từ chữ số 0, từ số 0 cho đến số 9. Đếm trên tia số. Ở trên đây cô giáo có tia số. Gốc là bắt đầu từ chữ số 0. Chữ số 0 là số bé nhất. Chúng ta đếm từ 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Như vậy đến số 9 là số lớn nhất có 1 chữ số. Ta đếm xem có tất cả bao nhiêu số có 1 chữ số nhé. Ta đếm này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Như vậy ta đếm trên tia số thì có 10 số có 1 chữ số. Là 10 số. Và một cách nữa là chúng ta tính theo công thức. Cô giáo có công thức đếm số các số là ta sẽ lấy số cuối trừ đi số đầu. Công thức là ta lấy số các số này. Số các số bằng số cuối trừ số đầu. Sau đó ta cộng thêm 1. Đấy, ví dụ như ở đây là bằng số cuối ở đây là 9.
trừ đi số đầu là 0. Đó, cộng 1. 9 cộng 0, à 9 trừ đi 0 bằng 9, 9 cộng 1 bằng 10. À, như vậy chúng ta cách đếm và cách tính theo công thức là có 10 số. Như vậy có 10 số có 1 chữ số. Có 10 số có 1 chữ số. Tiếp theo câu B, có bao nhiêu số có 2 chữ số? À, cũng như vậy chúng ta sẽ áp dụng công thức, ta sẽ tính có bao nhiêu số có 2 chữ số. Chúng ta đã biết là số có 2 chữ số thì bắt đầu từ số 10 là số bé nhất đến số lớn nhất là số 99. Như vậy có bao nhiêu số thì ta sẽ lấy số cuối là 99 trừ số đầu là 10 và cộng thêm 1. 99 trừ đi 10 bằng 89, 89 cộng với 1 bằng 90. Như vậy ta tính được là có 90 số có 2 chữ số. Có 90 số có 2 chữ số. Vậy bài 2 vừa rồi chúng ta đã biết cách tính các số theo công thức hoặc là cách chúng ta đếm. Tiếp tục chúng ta chuyển bài 3. Bài 3, viết chữ số thích hợp vào ô trống. Ở bài 3 có 4 câu, câu A, câu B, câu C và câu D. Yêu cầu chúng ta viết chữ số thích hợp vào các ô trống ở mỗi câu. Câu A, ta so sánh số 859.000 ô trống 67 bé hơn 859.167. Như vậy muốn điền được số thích hợp vào ô trống thì có nghĩa là chúng ta phải so sánh, đúng không? So sánh các số ở các hàng tương ứng. Ta thấy hai số đều có lớp nghìn là 859.000. Bây giờ ta chỉ việc so sánh các số ở lớp đơn vị. Ở lớp đơn vị, số bên tay phải là 167, số bên tay trái là hàng trăm là ô trống. Hàng chục và hàng đơn vị giống như số ở bên tay phải, đều có hàng chục và hàng đơn vị là 6 và 7. Như vậy muốn điền được hàng trăm là bao nhiêu ở số vế bên tay trái thì ta quan sát hàng trăm ở số bên tay phải là chữ số 1. Vậy thì điền dấu gì 1 lớn hơn số nào, hoặc là số nào bé hơn 1? Vậy chỉ có số 0, chữ số 0 bé hơn 1. Như vậy ô trống là ta điền chữ số 0, ta được số 859.067 bé hơn 859.167. Ta chuyển câu B. Câu B, 4 ô trống 2037 lớn hơn 482.037. Ta quan sát hai số này đều có lớp nghìn và lớp đơn vị. Lớp đơn vị ở hai số là 037 bằng nhau. Và đến lớp nghìn thì ở hàng trăm nghìn đều là chữ số 4. Hàng nghìn là chữ số 2 bằng nhau. Duy chỉ còn hàng chục. Hàng chục ở vế bên tay phải là 8. 80. Vậy số nào lớn hơn 80? Mấy chục lớn hơn 80? Như vậy ở đây chúng ta sẽ điền 90. 9 lớn hơn 8. Vậy ô trống ta điền chữ số 9.
À, ta được câu hoàn thiện 492.037 lớn hơn 482.037. Tiếp, chuyển câu C. 609.608 bé hơn 609.060 ô trống. À, như vậy ta sẽ phải điền số nào vào ô trống. Ta thấy hai số đều có hàng có lớp nghìn là 609. Và đến lớp đơn vị thì hàng trăm và hàng chục là chữ số 6 và chữ số 0 đều bằng nhau. À, như vậy ta sẽ điền số 9 vào ô trống, bởi vì 9 lớn hơn 8, 9 đơn vị lớn hơn 8 đơn vị. Như vậy ta được số hoàn chỉnh 609.608 bé hơn 609.609. Tiếp tục, ta chuyển câu D. 264.309 bằng số ô trống 64309. Ở đây chúng ta quan sát, ta thấy có dấu bằng. Các hàng ở các lớp, các số đã cho đều bằng nhau. Đấy, các hàng có các số ở các lớp, các số đều đã cho đều bằng nhau. À, chúng ta thấy ô trống ở vế bên phải là thiếu hàng trăm. Quan sát hàng trăm ở vế bên tay trái là chữ số 2. Vậy ta điền chữ số 2. 2 bằng 2. Ta được số 264.309 bằng 264.309. Chúng mình chuyển bài 4. Bài 4, tìm số tự nhiên x, biết A x bé hơn 5, B 2 bé hơn x bé hơn 5. Bài yêu cầu chúng ta tìm giá trị của số tự nhiên x. Ta thấy muốn tìm được các số tự nhiên bé hơn 5 thì ta thấy là các số tự nhiên bé hơn 5 là 0, 1, 2, 3, 4. Không, một, hai, ba, bốn. Vậy x là không, một, hai, ba, và bốn. Đấy, như vậy x nhận giá trị là 0, 1, 2, 3, 4 là các số tự nhiên bé hơn 5. Tiếp tục câu B. 2 bé hơn x bé hơn 5. Như vậy ở đây chúng ta sẽ tìm giá trị của x là bao nhiêu để đáp ứng lớn hơn giá số x đó có giá trị lớn hơn 2 và bé hơn 5. Ta thấy các số tự nhiên lớn hơn 2 và bé hơn 5 là số tự nhiên nó lớn hơn 2 và bé hơn 5 đó là số 3 và 4. Vậy x là 3, 4. Đấy, như vậy, x là giá trị là 3 và 4, lớn hơn 2 và bé hơn 5. Tiếp tục, chúng ta chuyển bài số 5. Tìm số tròn trục x biết 68
bé hơn x và bé hơn 92. Ở đây bài số 5 yêu cầu chúng ta tìm số tròn trục để đáp ứng yêu cầu của bài là số x đấy phải lớn hơn 68 và bé hơn 92, và yêu cầu số đó phải là số tròn trục. Vậy các số tròn trục hay giải các số tròn trục lớn hơn 68 và bé hơn 92 là lớn, số tròn trục lớn hơn 68 là số 70, 80 và 90. Vậy x là 70, 80 và 90. Như vậy giờ toán của chúng mình đến đây là hết rồi. Cô chào các con.